Chào đón các bạn cùng trở lại với vòng thi được mang tên Hỏi Khó Đáp Nhanh. Ở vòng thi này luật chơi rất đơn giản. Mỗi đội chúng ta sẽ chọn một thành viên của đội đối thủ lên đây và họ sẽ chính là những người đọc những câu hỏi từ chương trình đưa ra. Và nhiệm vụ của mình sẽ là làm sao trả lời một cách hài hước, dí dỏm. Mỗi câu trả lời khiến cho người đọc câu hỏi cười sẽ được tính là một điểm. Và cứ cười dài và cười lâu, sau đó mỗi giây sẽ lại được cộng thêm một điểm. Có đơn giản không ạ? Bây giờ sẽ là phần thi của đội dài và ngắn. Xin mời Hot Girl Không Được Trẻ trở về chỗ ngồi. Hôm nay mình chọn phải không? Tôi chọn cái cô đó, tôi kết cô đó rồi đó, Kiều Ngân. Thấy chưa, người đem lại may mắn và rất nhiều số điểm dành cho đội mình. Mời em. Chết với em. Em đã sẵn sàng chưa? Dạ rồi. 2 phút, bắt đầu. Mỗi năm có 7 tháng 31 ngày, hỏi bao nhiêu tháng có 28 ngày? Tháng 2 gì ta? 22. Sai rồi, 12 tháng, tháng nào cũng có 28 ngày hết. Câu 2, cầm chỉ đăng 1 cây thuốc thì 1 cây thuốc làm thế nào để vẽ một vòng tròn thật chính xác? Thuốc cây bút vẽ vòng tròn là được rồi. Anh Tùng, quý trả lời không? Vòng tròn vẽ bằng cây bút. Hết giờ. Bỏ cây thuốc và cây bút một bên, lấy cây ba vẽ. Tất cả con mèo có gì mà bất cứ con vật nào cũng không có? 1, 2, 3. Năng dụng. Hết giờ. Kêu mèo mèo và xin con mèo. Cái gì? Kêu mèo mèo và xin con mèo con. Trời ơi. Sai rồi. A và B. A gọi B bằng bác, B gọi C bằng ông nội, C gọi D bằng chú, D gọi E bằng gì? Hỏi E gọi A bằng gì? Người lạ. Anh thua cho tao. Người dưng chứ còn gì nữa. Gọi bằng miệng. Gọi bằng miệng. Gọi bằng miệng, sai hết. Anh Tùng thích đặc điểm nào của chị phụ nhất? Cái dáng. Cái gì anh Tùng? Cái dáng của chị Phụng. Chị Phụng thì thích anh Tùng ở đặc điểm nào nhất? Cái cao và hói. Nếu anh có chiều cao bằng chị Phụng, anh sẽ làm gì? Thì anh sẽ làm nghệ sĩ hài giống như chị Phụng. Ồ, chính xác. Còn nếu chị Phụng có đôi chân dài với anh Tùng thì chị Phụng dùng nó để làm gì? Đó, đi dùng làm người mẫu, đi cắt bước. Chị đi một vòng, chị đi một vòng thử. Anh Tùng có thể cắn được cùi chỏ của mình không? Cái gì? Tùng có thể cắn được cùi chỏ của mình không? Có nghĩa là cái cùi chỏ nè có thể cắn được không? Làm gì? Không. Cắn. Bây giờ nó cắn hay là nói chung là đụng cái miệng cho cái cùi chỏ được không? Bạn từ từ. Được không? Được không? Chị cắn cho đây, chị cắn được không? Chị này vừa sao vậy nè? Câu hỏi này em thề với chị là em trả lời cũng không được nữa. Cảm ơn chị rất nhiều. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trở về chỗ ngồi để đến với phần thi của đội Hot Girl Không Được Trẻ. Một phần rất gay cấn đã được diễn ra. Bây giờ đến câu hỏi dành cho đội Hot Girl. Bây giờ chúng ta việc đầu tiên là phải tìm được người đọc câu hỏi. Bây giờ y như cũ. Bên kia là Kiều Ngân, là bên đây là Phi Hạc. Đó, dạ. Đi chưa? Mời Phi Hạc xuống đây. Nè, hỏi kỹ từ từ cho tôi nghe. Đã sẵn sàng chưa? Tôi nào? Chị già đã, rồi đã nha. Sẵn sàng chưa? Chậm dùm hai chế nha. Thời gian dành cho đội mình xin được phép. Trời đất. Bắt đầu. Bốn người chuẩn bị đọc là cái gì vậy? Đâu mà nghe được, bắt đầu cái chết thay thảm này đó. Tính đây đọc nhanh kìa. Ôi ơi, đọc nhanh mà người ta vẫn nghe được. Lẽ hết giờ rồi. Hết giờ. Bốn con rùa chụm đầu vào nhau gọi là gì? Là cái mỏ vịt. Sai bác. Câu thứ hai. Đố các anh, các chị, con gà đẻ ra hột gì? Gà đẻ ra. Rồi, câu số 3. Con vịt đẻ ra hột gì? Hột vịt. Hột vịt. Con chim đẻ ra hột gì? Hột chim. Bạn đã mới con câu rồi nha. Rồi câu thứ 4. Con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? Ngựa chạy. Phi mã. Ô mã phi, phi mã. Sai luôn, ngựa phi nước đại. Thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? Rùa. Bình thường. Rồi nghe, tập trung nghe nha. Con chó màu đen gọi là gì? Chó mực. Con chó màu vàng gọi là gì? Chó phèn. Chó phèn. Con chó màu đen có hai chân vàng gọi là chó gì? Chó phèn vàng. Sai. Chó gì? Chủ đặt tên dễ tên đó. Rồi, câu số 8 nè. Con mèo đen là con mèo Moon. Mèo Moon. Con chó đen là con chó mực. Con ngựa đen là con ngựa ô. Vậy con gà đen gọi là con gì? Ok, gà ô. Ok, gà ô. Ok, gà đen. Câu cuối cùng là gì? Ok, gà đen. Rồi, chính xác. Thứ chín. Một chú heo chạy đến gặp bác nông dân và nói: Bác ơi, cho cháu xin ít rơm. Theo các anh chị, bác nông dân đã nói gì?
Mày điên sao mày ăn rơm? Sai. Xin rơm hay xin cơm? Rơm. Hết rơm à? Rơm gì? À về lót ổ đẻ phải không? Sai luôn. Nó là trời ơi con hay biết nói. Em thấy nó vui vui rồi đó. Thứ mười nè. Cá mập thích ăn gì nhất? Ăn thịt thôi. Thôi. Sai luôn. Dây cá. Dây cá. Ai đó mới tính chưa lần. Mới tính chưa lần. Coi cho em coi chuyện điểm đi. Cá hết giờ. Một tràng vỗ tay dành cho câu hỏi rất là khó và hóc búa của Phi Hạt dành cho đội Hot Girl không được trẻ. Cảm giác thế nào ạ? Có bị thời gian gấp rút làm cho mình cảm thấy hồi hộp? Cũng không gấp rút lắm, vui nhưng mà có đôi lúc suy nghĩ không kịp. Vậy thôi á, mà cái anh kia anh ăn gian quá. Em nói là cái con cá mập không, là ăn mà dây cáp. Trước là có thấy Phi Hạt hỏi ăn dây cáp, con cá mập cắn đứt dây cáp hoài. Bà chị nói là ăn thịt người, em nói ăn dây cáp mà em nói nó kia là nó. Thì đâu có sao đâu, yên tâm đi. Đó vẫn được tính là một điểm. Ồ vậy hả, vậy được. Một tràng vỗ tay dành cho hai đội tiếp rồi ạ. Xin mời đội dài và ngắn trở lại với sân khấu. Và đây sẽ là số điểm Khoa xin phép được công bố ở phần thi vừa rồi. Đội dài và ngắn được 40 điểm. Lần này em nghĩ chị nên vui. Chắc chắn. Đã được 41 điểm. Được điểm. Hơn một điểm cũng là hơn.